Đương nhiên một cái loa mắc tiền với một cái mắc tiền hơn một cái loa này, cái loa này mắc hơn loa này, thì đương nhiên chất âm nó sẽ hơn. Đến thành phần thứ hai cũng rất là quan trọng đối với một bộ dàn karaoke, đó là cái vang số. Thì mình sẽ cho mọi người, chia sẻ cho mọi người biết là một cái vang số mà giá trị nó cao với một cái vang số tầm trung thì nó khác biệt nhau những gì, và nó tại sao mọi người bỏ ra một cái chi phí cao cho cái vang số đó thì nó sẽ được cái gì, nó khác cái gì. Thì mọi người cùng tìm hiểu với mình ha. Ok, cái điều đầu tiên mà nó sẽ mang đến sự khác biệt rất là rõ ràng đối với một cái vang số mà tầm cao cấp với một cái vang số tầm trung, đó tính là chất âm. Chất âm trong đây nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái chip âm thanh trong cái con vang số. Với một cái vang số giá trị cao, mọi người chưa cần chỉnh nha, mọi người mà để flat hết, mọi người để phẳng hết, đưa âm thanh vô thôi, đưa ra loa thôi là nó hay rồi. Nếu tiếng mic nó dày là nó dày luôn rồi, nếu chất âm nó chuẩn là nó chuẩn luôn rồi, chưa phải chỉnh hết, mọi người chưa cần cân chỉnh. Có nghĩa là mình nói là chưa cần làm gì hết, đưa vô, nếu một cái sound chip nó hay là nó ra chính xác âm thanh là nó hay rồi đã. Cái đó là cái thứ nhất rồi đã. Chứ còn với một, có những vang số bên mình, thật ra bên hãng gửi cho mình rất là nhiều loại vang số trên thị trường hiện nay, mọi người thật ra, nhưng thật ra bên Thiên Vũ sẽ phải sàng lọc lại. Có những cái vang số mình đưa vào mình cắm vô phát chưa có làm gì hết trơn là nghe mấy tiếng méo hết rồi mọi người. Tiếng méo hết, tiếng méo không còn một cái gì luôn, có nghĩa là không nghe được cái gì hết. Cái giải có nhiều cái, có cái nhiều cái hay của cái loa đó thì coi như nó chìm hết trơn rồi, có nhiều cái phô nó đưa ra hết thì coi như còn chỉnh gì nữa mọi người. Có nghĩa là ngay từ đầu bản chất nó ra đã không hay rồi thì không phải chỉnh nữa, vì rõ ràng nó không hay rồi thì không cần chỉnh nữa. Đầu tiên nó phải hay đã, rồi mọi người cân chỉnh theo cái gu mọi người. Chứ còn nếu một cái vang số đưa âm thanh vào nó đã bị méo tiếng, đã không hay thì coi như bỏ đi, mình không xài. Đó, thì bên Thiên Vũ, cái quá trình sàng lọc Thiên Vũ lại có nghĩa là hãng sẽ đưa đồ qua Thiên Vũ, và bên Thiên Vũ phải nghe test đã, ok mới làm, không ok thôi. Chứ không phải, nên là đó lý do mọi người khách hàng hay đến Thiên Vũ, mọi người hỏi sao là bên Thiên Vũ rất là ít đồ. Vì thật ra bên Thiên Vũ phải sàng lọc đó mọi người, có nghĩa là phải sàng lọc, không phải cái gì cũng bán, cái gì cũng có. Tức là nó phải đạt một cái tiêu chuẩn của bên Thiên Vũ đặt ra, nó phải đạt tiêu chuẩn Thiên Vũ thì Thiên Vũ mới bán. Thế còn không thì Thiên Vũ sẽ không bán, bên Thiên Vũ thì vẫn duy trì những cái model nào bên mình cảm thấy nó chất lượng, nó phù hợp với giá tiền thôi. Ok, ngoài chất âm thì cái phần thứ hai mà rất quan trọng cho vang số đó chính là những cái tool, hay nói tiếng Việt là những cái công cụ á, là những cái công cụ mà để hỗ trợ cho kỹ thuật viên để điều chỉnh xem là cái con vang số nó sẽ y như kiểu chất âm, như người muốn nó ra âm thanh như thế nào á. Đó là những cái tool công cụ mà gọi là hỗ trợ kỹ thuật viên điều chỉnh âm thanh làm sao cho nó hay nhất. Đó, thì với một cái vang số mà nó chất lượng, mà nó giá trị thành nó cao á, thì nó rất là nhiều công cụ cho mọi người lựa chọn. Cái này thì chắc các kỹ thuật viên sẽ hiểu nhiều hơn, nắm rành hơn là khách hàng. Nhưng mà với bên mình á, thì với một cái, trong một cái phần âm thanh á, thì nó rất là nhiều tool, nó rất là nhiều công cụ để mình điều chỉnh. Mình điều chỉnh đầu vào, mình điều chỉnh đầu ra, mình điều chỉnh bên trong, rồi mình điều chỉnh từng cái kênh một. Nên là cái giá trị sản phẩm nó nằm ở cái phần công cụ này cũng khá là lớn. Đó là lý do khi bên mình review, Huy hay review á, chẳng hạn như mọi người nên chỉnh chỗ này của con vang số và chỉnh chỗ kia của con vang số. Nhưng mà có nhiều khách thì lại comment và hỏi là không biết là với cái vang số khách hàng đang xài đó thì không biết chỉnh cái đó ở chỗ nào. Nhưng mà thực tế ra thì nó không có mọi người ạ. Cái vang số của khách đó xài không có cái đó. Nên là đó là lý do khi mà mình hay review, Huy hay review về vang số á, là mình hay dặn Huy á, là review cái mã sản phẩm, phải nói luôn mã sản phẩm ra cho khách, để khách nếu mà khách không có ở gần đây mà khách muốn mua con vang số đó, thấy hay muốn mua á, thì mua đúng cái mã đó thì nó mới có cái phần công cụ đó trong cái con vang số đó. Chứ còn nhiều khi những con vang số trôi nổi thị trường thì nó rất là ít công cụ mọi người ạ. Đưa vào chả có gì cả, nhiều khi cái phần đơn cơ bản nhất là cái phần lưu cấu hình còn không có thì làm sao mà sử dụng được. Đó là lý do mà mọi người sẽ hay thắc mắc là tại sao cũng là một cái vang số vậy thôi, nhưng mà có những cái vang số nó chỉ giá trị nó chỉ rơi ở khoảng tầm 3.9-4 triệu rồi 5 triệu, nhưng mà có những cái vang số như JBL cách 180A giá trị nó lên đến 12 triệu, thì nó là một khoảng cách rất là lớn giữa cái phần công cụ chỉnh sửa và cái phần chất âm sao cả, cái sao tiếng của cái con vang số đó. Thì hai cái này nó là hai cái thành phần cực kỳ quan trọng cho cái con vang số, để mọi người so sánh, mọi người đánh giá
chất lượng một con vang số. Với vậy thì một cái micro giá trị cao với một cái micro tầm trung á thì nó sẽ khác biệt nhau những cái gì? Đầu tiên mình sẽ nói về tương tự như loa với vang số thôi, nó sẽ về thương hiệu.